Chúng mày là mình giữa của chị ạ. Tao đánh chết chúng mày bây giờ đấy. Của cô mà cứ nghịch bẩn mẹ cho con đánh. Bà cái bác con chưa hít được vào này. Hít đánh chết. Ai đấy bác? Chị mày đang luyện giọng nha. Đâu? À. Ăn cơm. Ăn đi không? Đâu mẹ? Chết mẹ. Cùi. Mẹ và em con. Mẹ ơi. Đưa vào cầm cho. Mẹ ơi mẹ. Mẹ ơi mẹ. Cái gì? Mẹ ơi mẹ. Nào chân chó. Nên cua đánh những chip. Cua mà đánh chip vào nhanh thôi nhá. Cua ơi. Thôi em khó chịu em cáu em khóc bây giờ con. Nào không em nữa. Đánh em thế hả con? Ok. Đấy cái bên đi bôi vào đỏ. Đấy cho con đúng không? Đúng. Mày lấy à, chắc cái này biết xong rồi. Pikachu. Nói chuyện gì đấy mà cái à hả? Cua làm gì đấy con? Cua để lên cho voi. Rồi, thôi.